Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng với bạch trên, Thượng Tọa Thích Thông Huệ, trụ trì chùa Huệ Quang Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay tiếp tục đầy đủ duyên lành, thầy trò của chúng ta lần thứ ba gặp lại. Thì nhìn không khí đạo tràng hôm nay, quý nam nữ Phật tử sau một thời gian vắng bóng, cũng như hôm nay là chúng ta có sự hội ngộ, và thầy nhìn thấy trên gương mặt của quý nam nữ Phật tử, người nào cũng có những cái nét đẹp phải nói là sáng ở trên đó. Khuôn mặt người nào cũng sáng đẹp. Chắc có lẽ là trong thời gian qua, quý nam nữ Phật tử đã được sự hướng dẫn tu tập hành trì của sư phụ nơi này, cho nên người nào cũng tu tập giỏi, tinh tấn, công phu không có thối chuyển, cho nên thân tướng ai cũng đẹp hết. Chính vì cái chỗ đẹp đó, cho nên chính vì cái chỗ đẹp đó, cho nên trong buổi gặp gỡ hôm nay, thầy xin chia sẻ cùng với đạo tràng của chúng ta bài pháp thoại với tựa đề là Thân làm đẹp cho thân. Kính mời các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, thân làm đẹp cho thân là sao? Mình làm như thế nào để thân làm đẹp cho thân? Có phải là hàng ngày chúng ta mua sữa tắm cao cấp, mua dầu gội cao cấp để chúng ta tắm cho phải là nó trắng da dày tóc, như vậy là thân làm đẹp cho thân, phải không các Phật tử? Không phải hả? Hoặc là giờ sao, như thế nào mới làm đẹp cho thân? Thí dụ như hàng ngày mà các Phật tử biết ăn diện, mình ăn diện từ những mỹ phẩm cũng như là cách ăn mặc thì cũng là thân làm đẹp cho thân, nhưng đó chỉ là một góc độ của xã hội, của thế gian thôi. Nhưng mà người tu học Phật á, cái đó không phải là cái điều rốt ráo. Mà mình muốn thân làm đẹp cho thân á, thì quý nam nữ Phật tử chúng ta nên hiểu chỗ này. Hôm nay chúng ta có được thân người là chúng ta đã có phước. Đức Phật từng dạy rằng không phải tự nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có được thân người, mà từ quá khứ chúng ta đã từng tích trữ nhiều cái nhân lành, và trong số nhiều nhân lành đó kết hợp lại, chúng ta có đầy đủ phước báo nhân duyên, cho nên mới được sanh làm kiếp người. Mà sanh làm kiếp người hôm nay đã là một phước báo. Nhưng có những Phật tử, hay là mình nói là trong đạo tràng chúng ta nói riêng, cũng như là tất cả kiếp nhân sanh của con người chúng ta, là nói chung có người thì tướng cao, có người thì tướng vừa vừa, có người thì hơi thấp bé, có người ốm người mập. Phước báo làm thân người đã có, nhưng tùy theo cái hình tướng khác nhau, đó cũng do cái nghiệp sai biệt khác nhau của chúng ta đã từng tác tạo. Cho nên tại sao hôm nay chúng ta có tướng đẹp và tướng hơi kém đẹp? Chứ mình nói tướng xấu thì nó kỳ quá, mình nói thẳng thì nó kỳ quá. Đó, thì mình nói cái tướng đẹp và cái tướng xém đẹp đi. Tướng xém đẹp, sanh ra đời này phải nói cái tướng của mình cho nó xém đẹp. Mình nói vậy nghe cho nó đỡ, phải nói là đỡ tuổi thân. Thì xin kính thưa với nam nữ Phật tử, tất cả chúng ta đều biết mười phương chư Phật, Bồ Tát, các vị A-la-hán, thân tướng của các ngài đều đẹp. Và mười phương chư Phật, đặc biệt là Đức Phật giáo chủ Ta Bà của chúng ta, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không chỉ riêng Đức Phật Bổn Sư mà mười phương chư Phật cũng đều như thế. Người nào cũng có là 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Không phải tự nhiên mà các ngài có. Các ngài cũng giống như là chúng ta trong lúc hiện tại này,
thời tiền kiếp của các ngài cũng đã từng tu hành khổ hạnh, rồi cứ như thế là những cái nhân lành tác tạo và cứ sống theo với những cái nhân lành. Cho nên trong những đời kiếp tiếp theo nữa thì các ngài đầy đủ phước báo rồi thì các ngài tu thành chánh quả làm Phật, cho nên thân tướng trang nghiêm. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên hiểu điều rằng tất cả con người chúng ta đều có khả năng để tu tập, để cho thân tướng mình nó trang nghiêm giống như là Bồ Tát, giống như Phật. Cái điều này chúng ta có khả năng làm được. Tại vì sao? Vì tiền thân của Đức Phật ngày xưa cũng là những người bình thường như chúng ta, mà các ngài đã tu hành qua từng đời kiếp, cho nên mới thành tựu được phước báo. Thì khả năng chúng ta bây giờ cũng như thế, thân làm đẹp cho thân. Chúng ta đã có thân người là đã có phước, nhưng muốn cho cái thân của chúng ta từ kiếp này và những đời kiếp tương lai nó đẹp nữa, thì hiện bây giờ thân của chúng ta phải luôn luôn làm những cái việc lành mới được. Thân của chúng ta phải có những cái nghiệp lành. Muốn cho cái thân đẹp thì chúng ta phải có cái nhân đẹp. Chúng ta muốn có cái thân đẹp thì phải gieo cái nhân đẹp. Chứ không thể nào nói mình cứ tối ngày sáng đêm mình cầu mong cho kiếp sau con có cái thân đẹp, cầu mong như thế mà không có tác tạo cái nhân đẹp, thì cái sự cầu mong của chúng ta nó cũng không biết bao giờ nó mới thành tựu được. Chính vì thế, kính thưa quý nam nữ Phật tử, hiện bây giờ mình muốn gieo cái nhân đẹp là gieo cái nhân gì giờ? Chẳng hạn giờ muốn gieo cái nhân đẹp để cho đời đời kiếp kiếp mình có cái thân đẹp, thì giờ phải làm sao? Thân làm đẹp cho thân, thì bây giờ cái thân của mình phải gieo cái nhân gì để tiếp tục cho cái thân của mình qua những là đời kế tiếp mình được đẹp, mình đẹp như là người mẫu vậy đó, mình đẹp như là Phật Bồ Tát vậy đó. Bây giờ mình phải gieo cái nhân gì, kính thưa các Phật tử? Hả? Phật tử của chúng ta hôm nay là thầy nhìn thấy là phải nói là khuôn mặt người nào cũng hớn hở. Trước khi vào buổi giảng là thầy nghe bên này là hát hò, phải nói là nghe nhộn nhịp lắm. Cái chương trình này sẽ tiếp tục gặp nhau ở sau buổi giảng. Cái chương trình mà hát hò chúng ta sẽ gặp nhau ở sau cái giờ giảng. Thầy xin kính thưa các Phật tử, sao bây giờ mình muốn gieo cái, mình muốn cho cái thân mình đẹp thì chúng ta phải có cái thiện nghiệp của thân. Chúng ta phải có cái thân này nè, chúng ta phải thực hành cái thiện nghiệp đẹp. Và chúng ta có một thói quen thực hành cái thiện nghiệp đẹp của thân này thì chúng ta mới có được đầy đủ cái phước báo. Và cái nhân đầu tiên mà thân chúng ta nên nhớ nghĩ làm và làm theo và làm ăn sâu vào trong máu, trong suy nghĩ của mình luôn. Mình cho đó là một cái thói quen đẹp, thói quen tốt, và mình phải thường xuyên mình thực hành đó. Và cái nhân đầu tiên để làm cho thân đẹp, ví dụ như dâng hoa cúng Phật được không các Phật tử? Tạo tượng được không? Hai cái nhân này ta nói là thôi nó đẹp tuyệt vời rồi đó. Hai cái nhân này thôi là thấy nó đẹp tuyệt vời rồi đó. Chẳng hạn như bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta dâng hoa cúng Phật là một hành động, một việc làm của thân, nó rất là đơn giản bình thường, nhưng phước báo của nó thì phải nói là phi thường. Phước báo của nó là khôn lường. Bây giờ thí dụ như quý nam nữ Phật tử mỗi một tháng như vậy mà các Phật tử biết phát cái tâm lành, một tháng như vậy mình dâng hoa cúng Phật ít nhất là 4 lần, ít nhất là 4 lần trong một tháng. Mà nếu như Phật tử nào mà làm nhiều hơn nữa thì tốt, chứ không phải là thầy chỉ là nói 4 lần thôi là đủ rồi nghe các Phật tử. 4 lần là một cái con số như là tương đối khích lệ. Chứ nếu như quý Phật tử mà ngày nào cũng biết đem dâng hoa cúng Phật thì thôi phước báo quá rồi. Nhưng mà ít nhất là 4 lần hoặc là 2 lần cũng được. Nhiều khi điều kiện cuộc sống chúng ta nó khó khăn quá thì thôi chúng ta gieo được bao nhiêu thì chúng ta làm bấy nhiêu thôi, chứ không phải là ép buộc. Cho nên cái nhân lành đầu tiên là chúng ta dâng hoa cúng Phật. Chúng ta thích làm việc này, chúng ta vui làm cái hạnh này, và chúng ta làm nó với một cái tâm thành kính,
và mình vui thích, và mình có thói quen là hay dâng hoa cúng Phật. Và mỗi khi mình thấy ai mà biết làm giống như mình, biết dâng hoa cúng Phật như vậy nữa, mình khen ngợi họ, mình tán thán họ, thì cái phước đó là cái phước của nó là tự mình làm đẹp cho thân mình. Mình đã dung bồi được cái sắc đẹp của chư Phật. Ở nơi tất cả các chùa chiền thờ Phật Thích Ca, thờ Phật Di Đà, hoặc là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, thì nơi đó là nơi tôn nghiêm. Thì những cái nơi tôn nghiêm quý kính như thế mà mình biết trang điểm cho cái bàn thờ nó đẹp, mình biết dâng một đóa hoa cúng Phật, thì tao nói là phước báo là mình thấy là cái việc làm nó đơn giản, nhưng cái phước vô hình của nó thì không đơn giản bao giờ. Cho nên quý nam nữ Phật tử nào mà biết tỉnh thức thân của mình, biết làm cái việc đó là phước báo vô cùng tận, thì quý nam nữ Phật tử nên dâng bó hoa cúng Phật càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày đều có thì mỗi ngày đều có phước, chúng ta đang gieo cái phước. Cái đó là cái nhân thứ nhất. Và cái nhân thứ hai là chúng ta đúc nắng tượng Phật. Ở trong thành phố Đà Nẵng của chúng ta có một tượng Bồ Tát Quan Âm rất đẹp, rất tuyệt vời. Đố các Phật tử ở đâu? Ở đâu? Ở đâu à? Chùa Linh Ứng. Chính xác chưa? Chắc chưa? Các Phật tử hay quá. Chính xác là chỗ đó đó. Chính xác là chùa Linh Ứng Bồ Tát Quan Thế Âm. Rất đẹp. Thầy nghe thoáng thoáng là Bồ Tát Quan Thế Âm là cao 68 mét. Nhiêu mét cô? 67 hả? 67. Có 67 mét phải không? Chứ 68 thì không được phải không? Thầy chỉ nói thầy nghe thoáng thoáng thôi. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm là 67 mét. Thì xin kính thưa các Phật tử, nếu như những người nào á, những người nào mà có cái tâm ý, có cái suy nghĩ, cũng như là gợi ý lên mà nắng tượng Phật, đúc nắng tượng Phật tại ngôi chùa đó cho cao như thế, để mà nhân dân tại thành phố Đà Nẵng của chúng ta hằng ngày có duyên tới để chiêm bái, hoặc là để cho những bá tánh thập phương mỗi khi mà người ta về lại quê hương Đà Nẵng của mình, người ta tham quan du lịch, mà người ta từ xa mà nhìn thấy tượng Quan Âm như thế, người ta khởi một cái tâm lành thôi. Nhìn thấy bóng dáng của Quan Tham Bồ Tát từ xa mà người ta nhìn thấy cái hình tượng là người ta khởi một tâm lành là đã có phước. Mà những người nào mà có cái sự phải nói là đóng góp trong cái hình tượng đó thì thôi, ta nói là phước báo hưởng không biết bao giờ mới hết. Tại vì sao? Một cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà được đúc nắng lên như vậy thì cái chiều sâu của cái sự mà tồn tại của nó thì ít nhất cũng phải là 500 năm cho tới 1000 năm. Thầy thí dụ như vậy. Một khoảng thời gian đó biết bao nhiêu người mà tới thành phố Đà Nẵng chúng ta và tham quan chùa Linh Ứng. Thì những người trong nước, ngoài nước tới chùa Linh Ứng là đều có cái tâm lành để đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà yêu cầu có người đảnh lễ là cái người mà bỏ cái công sức ra để mà đúc tượng đó là có phước. Có người tới đảnh lễ là cái người mà có công mà phải nói là nắng tượng có phước. Cho nên đó, cái phước báo của dân hoa cúng Phật, cái phước báo của phải đúc nắng tượng Phật Bồ Tát để cho bá tánh thập phương trong nước, ngoài nước mà có cơ hội để đảnh lễ thì thôi, phước báo thù thắng. Đó là hai cái nhân lành để chúng ta thân làm đẹp cho thân. Thầy xin nói lại, chúng ta đã có thân người này là đã có phước. Nhưng nếu như mình biết dùng cái thân này để mà tác tạo cái thiện nghiệp lành nữa, thì thân của chúng ta đang làm đẹp cho cái thân của chúng ta trong đời này và những đời kiếp tương lai nữa. Bây giờ mình đã gieo cái nhân lành, dâng hoa đúc nắng tượng Phật rồi,
thì thêm một cái nhân lành thứ hai nữa mà thân của chúng ta cần nên tỉnh thức chúng ta thực hành để tiếp tục thân làm đẹp cho thân. Đó chính là tỉnh thức chánh niệm trong tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi. Kính thưa các Phật tử, trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, nhiều khi quý nam nữ Phật tử cũng đã nghe sư phụ ở tại nơi này, cũng như là các vị giảng sư, các vị trưởng lão cũng đã từng chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử rồi. Mình nghe tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, mình nghe mình thấy đơn giản quá. Nhưng mà thật sự kính thưa các Phật tử, nếu như mà cái bài mà giảng pháp riêng về tứ quan nghi không á, thì có thể là giảng một buổi, hoặc là có thể là giảng hai buổi. Nhưng mà lâu lâu mà thầy ra thầy gặp Phật tử, không lẽ là thầy giảng có nhiêu đó thì nó ít quá, cho nên thầy phải nói nhiều. Mà từ cái chỗ nói nhiều cho nên không thể nào mà nói sâu sắc vô được. Nó nhiều thì đôi phần là thầy chỉ thoáng qua để cho quý nam nữ Phật tử có một cái hướng để các Phật tử nhìn thấy, và các Phật tử tự mình đào sâu vô thêm. Đó, chẳng hạn như bây giờ tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi. Bây giờ trước nhất là mình nói cái tướng là cái tướng đi đi. Mỗi một ngày như vậy, quý nam nữ Phật tử chúng ta ở trong nhà của mình là không nói, nhưng mà cái sự đi lại của mình, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày làm việc, quý nam nữ Phật tử đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, đi nhiều nơi nhiều chỗ, thì trong lúc mình đi từng bước nhẹ hoặc là mình chạy xe, thì cái bước chân của mình hay là cái chiếc xe của mình, nó sẽ chạy ngang những con đường nhỏ, con đường lớn, những con đường sạch, và trong đó cũng có những đoạn đường nó cũng dơ dơ. Thì biết bao nhiêu, biết bao nhiêu phải nói là động vật, phải nói là thấp xanh, chúng ta có thấy không? Chẳng hạn như con kiến, và nhỏ hơn con kiến nữa, chúng ta không thấy. Đúng không các Phật tử? Chúng ta không thấy. Mà chúng ta tu theo Phật là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Nếu như những người nào tu Phật mà không có nuôi dưỡng cái tấm lòng từ bi thì coi như là người này tu lạc pháp à. Tu Phật là chúng ta phải nhớ hai chữ từ bi, mà muốn hai chữ từ bi chúng ta càng ngày nó phát triển là chúng ta phải chánh niệm ý thức trong tứ quan nghi. Mình đi mà thì mình sẽ biết chắc chắn một điều rằng ít nhiều gì mỗi một ngày như vậy mình đã giảm nát chết biết bao nhiêu là côn trùng. Từ cái chỗ mình biết như thế cho nên bây giờ mình muốn thân của mình nó tạo thiện nghiệp, thân của mình không tạo ác nghiệp, thì mỗi buổi sáng như vậy quý nam nữ Phật tử thức dậy thì trước khi mà cái bằng chân chúng ta bước xuống giường để chúng ta đi, thì các Phật tử phải lanh ý niệm Phật, phát nguyện từ giây phút này chúng ta phải niệm Phật, phát nguyện từ giây phút này: Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một ngày như vậy con đi tới đi lui nhiều lần, và bước chân của con cũng giảm đạt không biết là biết bao nhiêu loài côn trùng thấp xanh. Thì con xin niệm câu hồng danh A Di Đà Phật này, thí dụ mình niệm là 10 câu, 20 câu, 30 câu, xong rồi tự mình hồi hướng con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, con xin cầu nguyện cái sự đi lại của con hàng ngày, nếu như con có lỡ giảm đạp một cái thân mạng thấp xanh nào, thì con xin hồi hướng cho những thân mạng của chúng sanh nhỏ bé đó được sanh về cõi Phật. Con giảm, con lỡ vô tình giảm đạp một loài súc sanh nhỏ bé nào, con vô tình con giảm đạp, thì con xin nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho loài súc sanh nhỏ bé đó được sanh về cõi Phật. Thì mỗi một buổi sáng thức dậy, quý nam nữ Phật tử đều phát nguyện như thế. Khi phát nguyện xong rồi thì mình đi tới đi lui, thì trong lúc mình đi tới đi lui như vậy, lỡ có giảm đạp thì cái sự giảm đạp này mình cũng đã phát nguyện rồi, mình không có bị một cái nghiệp nơi thân. Ở chỗ này quý Phật tử chúng ta có thể thực hành được không? Chúng ta có thể nhớ không? Quý thầy ở trong chùa hàng ngày tu hành cũng như thế, quý thầy ở trong chùa cũng như thế. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, từ lúc mà làm sa di, làm chú tiểu ở trong chùa là cũng đã học những cái bài kệ tỳ ni nhật dụng rồi.
Tỳ ni nhật dụng rồi. Thầy nhớ là từ lúc mà thầy được học cái bài tỳ ni nhật dụng, đi ra ngoài đường cũng phải đọc một bài kệ, cho đến khi uống nước cũng đọc một bài kệ. Thì mỗi khi mà mình thấy như vậy nó hay vô cùng, nó không có làm cho mình bị mất chánh niệm. Chính vì thế thầy cũng mong là quý nam nữ Phật tử chúng ta trên bước đường học Phật thì dĩ nhiên nó sẽ gặp nhiều những cái chướng duyên, nghịch cảnh ở trong cuộc sống. Những cái điều phải nói là nhiều khi là trái ý nghịch lòng, nó nhiều hơn là thuận duyên. Và sở dĩ chúng ta gặp như vậy là do chúng ta cũng là mới gặp Phật đây, chúng ta mới biết tu. Và hay nói thẳng ra, chúng ta là những người phải nói là phước thì ít mà nghiệp thì nhiều. Cho nên nhiều khi mình tu hành, mình hay gặp nhiều cái sự phải là chướng duyên là như thế. Thì từ cái chỗ chướng duyên, cho nên là quý nam nữ Phật tử phải tỉnh thức tu trong từng cái suy nghĩ ý niệm của mình, hành động của mình, đặc biệt là hành động của mình. Hôm nay là bài giảng pháp là thân làm đẹp cho thân, cho nên thầy sẽ không bao giờ nói cái gì ngoài cái thân. Nói như vậy thì quý nam nữ Phật tử nghe nhiều quá cái nó mênh mang tư tưởng, cho nên này chỉ nói một chữ thân thôi. Chúng ta tu như thế nào để chúng ta làm đẹp cho thân? Thì dân hoa tạo tượng là chúng ta đang làm đẹp cho thân rồi. Bây giờ mỗi bước chân của chúng ta đi, trước khi chúng ta đi, chúng ta niệm Phật vào lúc sáng sớm. Và ngày nào quý nam nữ Phật tử cũng thực hành như thế, thì dù cho đường đi của mình có lỡ giảm đạp con nhỏ, con kiến, con này con kia con nọ, thì mình cũng đã hồi hướng phước lành cho nó rồi. Giữa ta và nó sẽ tiêu đi cái nghiệp, không có một cái ác nghiệp gặp nhau để mà gieo chướng duyên cho nhau. Vì sáng buổi đó mình đã có chú nguyện rồi. Thì đó là một cái hành động đẹp, một cái thiện nghiệp đẹp. Mà nếu như quý nam nữ Phật tử mà chúng ta có một cái tâm, mà chúng ta biết thực hành như vậy, mỗi một ngày như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp thiện nơi thân. Nghiệp thiện nơi thân. Và quý nam nữ Phật tử nên nhớ, người tu học Phật chúng ta, nếu khi nào mình bận làm công việc thì cái sự đi lại của mình nó nhanh, nó lẹ. Còn thí dụ như chúng ta không bận biểu công việc thì những bước chân của người tu học Phật chúng ta, từ tu sĩ cho tới cư sĩ, chúng ta cứ nhẹ nhàng khoan thai, nhẹ nhàng khoan thai, không có gì vội vàng thì chúng ta cứ nhẹ nhàng. Nhiều khi cái dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát của mình mà làm cho người khác người ta nhìn thấy, mà người ta hoan hỷ, người ta phát khởi một cái tâm lành, chúng ta cũng có phước. Chẳng hạn như quý nam nữ Phật tử có nhớ là cái lúc mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta còn là Thái tử, khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung đó, khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung mà Ngài đi vào trong ẩn rừng sâu để tu hành đó, thì trong lúc đi như vậy thì gặp ai? Gặp ai nào? Có Phật tử nào nhớ lịch sử không? Gặp ai? Gặp một vị đạo sĩ phải không? Nhiều khi gặp một vị đạo sĩ, nhìn thấy hình dáng người đạo sĩ đi nhẹ nhàng thanh thoát quá, phát khởi tâm lành. Đúng không các Phật tử? Phát khởi tâm lành từ giây phút đó. Cho nên cái niềm tin của Thái tử lúc bấy giờ đối với đạo là phải nói là thiết tha. Niềm tin của Thái tử lúc này là phải nói là thiết tha đối với đạo. Cho nên là quyết chí đi tìm con đường ra đi. Quyết chí tìm một cái con đường phải nói là giải thoát hoàn toàn. Cho nên cái dáng đi của chúng ta hàng ngày mà người khác nhìn, mà người khác có khởi niệm một cái tâm hoan hỷ là chúng ta cũng có phước. Cho nên cái dáng đi của chúng ta nó quan trọng đối với người tu học Phật. Cho nên lúc nào quý nam nữ Phật tử bận làm công việc thì chúng ta cứ đi tới lui bình thường. Nhưng giây phút nào chúng ta không có bộn bề, không có bận rộn, thì từng bước chân cứ nhẹ nhàng, thanh thản, thông dong tự tại. Đó là chúng ta nói về cái tứ huệ nghi là đi. Bây giờ đứng thì mình không nói nhiều. Đứng thì dĩ nhiên chúng ta phải có một cái đứng trang nghiêm nó đẹp. Cái dáng đứng của mình cho nó đẹp, và nó đẹp như thế nào cũng tùy theo cái thân hiện tại mình đang có. Thí dụ như mình người không có tật nguyền thì đứng trang nghiêm đẹp, mà lỡ như người chân cao chân thấp là sao? Dĩ nhiên đứng phải nghiêng chứ. Mình muốn họ đứng cho thẳng sao đứng thẳng được? Đó, thì nhiều khi chân họ đặt nguyền sao thế nào nói thẳng được. Đó, cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, đi đứng nằm ngồi
chúng ta là người Phật tử thì chúng ta ở cái chữ nằm cũng như vậy. Chúng ta Đức Phật dạy luôn luôn ngủ quay, cái giây phút cái tướng đầu tiên chúng ta ngủ là chúng ta quay về bên bên trái hay phải? Bên trái, ai đó bên trái vậy? Ai đó bên trái lớn quá vậy? À, ơi, quay hướng bên phải. À, các Phật tử thân nhớ, mỗi khi chúng ta ngủ thì cái tướng ngủ đầu tiên, cái dáng nằm đầu tiên là chúng ta phải quay về hướng bên bên phải. À, cái tướng đó là tướng kiết tường, à, tướng bình an, để cho nhiều khi trong giấc ngủ chúng ta không gặp những cơn ác mộng. À, thì cái tướng ngủ đầu tiên là chúng ta phải như thế. Còn phải nói là nửa đêm trở về sau chúng ta tùy theo cái tánh ngủ chúng ta mà chúng ta lăn lộn chứ biết sao giờ. À, nhưng mà cái tướng đầu tiên là phải nghiêng về phía bên phải, cho có một cái sự kiết tường bình an trong đó. Nếu như chúng ta tha thiết tu Phật thì chúng ta phải có những cái tư thế của cái tướng thiện như thế. À, đi đứng nằm ngồi. Bây giờ nói tới cái tướng ngồi, bây giờ nói tới cái tướng ngồi làm sao đụng chạm tùm lum ở trong này. Nếu mà nói tới tướng ngồi thì nó sẽ đụng chạm tùm lum. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái này là mình chia sẻ với nhau để mình cùng phải nói là thăng hoa trên bước đường tu, chứ không phải là dạch lá tìm sâu, cũng không phải là để nói lỗi xấu của ai. Cho nên thí dụ như mà lỡ mà thầy nói ra mà có đụng đụng thì các Phật tử cũng phải nói là đừng có buồn nghe không? Nghe không? Được không? Lỡ mà nó có nhọc nhọc chỗ nào thôi ráng chịu đựng chút xíu ha. À, thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, à, là người tu Phật mình cũng tiếp tục mình phát triển cái hạnh lành nơi thân. Thì thân của mình đi đứng nằm ngồi, thì bây giờ ở cái tướng ngồi thầy xin nói tiếp. Nếu như trong lúc ngồi tụng kinh, ngồi nghe pháp, quý nam nữ Phật tử là người không bệnh hoạn, không có đau nhức, thì quý nam nữ Phật tử mà ngồi một cách trang nghiêm ngay thẳng, mà để cho người khác người ta nhìn vô, người ta khởi một cái tâm niệm hoan hỷ là các Phật tử đã có phước. Và trong lúc quý nam nữ Phật tử mà nghe pháp hoặc tụng kinh mà ngồi trang nghiêm ngay thẳng á, thì cái lời kinh của mình á, nó làm cho mình chánh niệm từ nơi thân. Thì từ lúc mà thân trang nghiêm, nó làm cho tâm của mình nó không có vọng tưởng, không có suy nghĩ nhiều. Thì từ giây phút đó, từ những cái ý niệm lành đó, nó làm cho cái lời kinh của mình nó sao? Nó có sự nhất tâm ở trong đó. Nó có sự nhất tâm ở trong đó. Mà yêu cầu mà thân của mình trang nghiêm ngay thẳng, thì lời kinh của mình nó mình càng đọc mình thấy nó càng hay. Tại vì sao nó hay? Tại vì các Phật tử đã có một cái sự nhất tâm trong đó rồi. Các Phật tử đã dồn hết cái tâm thành miệng đọc, nhưng mà lúc này sao? Cái suy nghĩ của mình nó suy nghĩ từng cái lời kinh ý kinh của Phật dạy. Từng lời kinh ý kinh là mình đều đọc hiểu. Không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít. Cho nên cái tướng ngồi của chúng ta mà trang nghiêm nghe pháp, trang nghiêm tụng kinh, phải nói là chúng ta đang như thế nào? Chúng ta đang gieo một cái nhân lành nơi thân. Nhất là thân này là cái thân tụng kinh chánh pháp của Đức Phật Đà. Nhưng mà nói như thế là nói trên tinh thần phải nói là rốt ráo. Còn nếu như mà lỡ các Phật tử ở đây là những thầy thấy là các cụ lớn tuổi cũng có, mà mấy cái vị phải nói là trung niên cũng có, rồi xa xa phía sau nữa thì cũng vậy, xa quá cho nên không thấy luôn, không thấy rõ luôn. Không biết phía sau là không biết có anh chị nào trẻ trẻ hay không thì không biết. À, thì chúng ta thí dụ như sức khỏe của mình nó mòn mỏi quá thì thôi, cứ tùy theo cái sức khỏe mà chúng ta ngồi. Chứ nhiều khi mình tu học thì không có ép. Cái này là một cái điều rất là rõ ràng, tùy theo điều kiện sức khỏe khả năng mà chúng ta tu học Phật. À, chứ không phải là học Phật mình nói ra là như vậy là phải thực hành như vậy, không phải. Tất cả đều phải phương tiện và uyển chuyển. À, cho nên là mình đã biết làm đẹp nơi thân mình qua tứ quan nghi. À, thì bây giờ một cái điều quan trọng nữa, một cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta thân làm đẹp cho thân, và chúng ta tiếp tục tu cái thiện nghiệp nơi thân qua ba hành động.
Thường thường thân có mấy nghiệp? Thân mấy nghiệp? Ba nghiệp gì các Phật tử? Nghiệp gì? Sát. Rồi từ tiếp theo là gì? Đạo dâm. Sát, đạo dâm, ba cái nghiệp này, ba cái nghiệp quan trọng trong thập thiện nghiệp đó. Thầy xin kính thưa các Phật tử, thân làm đẹp cho thân, mà bây giờ mình đang đối diện với ba cái nghiệp của thân, ba cái nghiệp chính của thân nè, là sát, đạo và dâm. Ba cái từ này quý nam nữ Phật tử, như thầy vừa nói, các Phật tử đã nghe rất nhiều quý thầy, những bậc tôn túc chia sẻ, giải thích, phân tích lợi ích, là các ngài đã nói cho các Phật tử nghe rất nhiều. Thì hôm nay thầy cũng xin là nhắc lại trên bước đường tu, chúng ta cùng sách tấn với nhau, cùng nhắc lại để chúng ta cùng tu cho nó tốt. Thì hôm nay thầy xin tiếp tục nhắc lại ở ba cái nghiệp sát, đạo, dâm này. Sát như là sát sanh đó. Mình không sát, mình không xúi người khác sát. Mình thấy người ta sát, mình không khởi một cái niệm vui. Mình không khởi một cái niệm vui. Là chúng ta phải tu cho trang nghiêm ở cái thân nghiệp này. Chúng ta tu hành trang nghiêm ở cái thiện nghiệp này. Chúng ta không sát là chúng ta đang tu hành cái thiện nghiệp. Thầy nhớ hồi nhỏ, thầy hay đi theo những mấy cái anh, mấy chị ở trong làng, trong xóm, đi thích đi câu cá. Mà mỗi lần mình thấy người ta câu cá, mà yêu cầu mà câu dính lên con cá, tự nhiên mình ngồi cho mình vỗ tay, mình mừng húm chứ. Mình vui, mình thích. Đó. Còn thí dụ mà hôm nào mà câu không có cá, thì mình cảm thấy là mình buồn. Hôm nay đi câu cái này phải nói là thất bát quá, bị ế. Ế rồi, buồn. Hôm nào mà câu mà có cá nhiều á, mình mừng. Thì xin các Phật tử, thử hỏi các Phật tử chúng ta, mình ngồi mình suy nghĩ lại coi, bây giờ cái miệng của mình mà mình bị, phải nói gì, nhiều khi là mình bị nóng trong người quá, mình bị đẹn nổi trong miệng thôi, đẹn nó nổi thôi. Nhiều khi mình mỗi khi mình nói chuyện hoặc là mình ăn, mình uống là mình thấy nó đau không? Nó đau không? Ý là chúng ta bị đẹn nhẹ thôi là chúng ta bị đau rồi. Đó. Thì bây giờ mình thử mình tưởng tượng lại coi, cái miệng của mình bây giờ lấy một cái lưỡi câu mình móc vô, mình kéo, mình lên gịch xuống thì như thế nào? Như thế nào các Phật tử? Lúc đó chắc chúng ta phải nói là sao, chạy nước mắt quá. Thì bây giờ thầy có thể liên tưởng lại. Thầy có thể liên tưởng ngày xưa mà nhiều khi mình cũng có đi câu cá, mình nhìn thấy người ta câu cá, mỗi khi dính cá mình mừng. Nhiều khi là những mình nhìn thấy là cá dưới sông, dĩ nhiên nó nhìn thấy những miếng mồi ngon là nó phải nhào vô nó táp liền. Mà ai ngờ táp vô tưởng nó miếng mồi ngon, ai ngờ làm cái lưỡi câu nó bành kia. Một lưỡi câu nó sắc bén mà cắn vô như vậy thì sao? Miệng nó chảy máu, mà bị giật lên giật xuống, nó đau vô cùng. Ngày xưa mình không biết tu, mình không biết được cái đó là cái vui của mình. Cái vui của mình, nhưng mà là cái đau khổ của người khác. Cái đau của mình, cái vui của mình, nhưng mà nó là cái đau khổ của người khác. Chính vì thế bây giờ mình cảm thấy mình sợ. Mình sợ. Mình sợ cho nên bây giờ, kính thưa các Phật tử, thầy thấy chúng ta, thân chúng ta mà thực hành được thiện nghiệp từ ngày này qua ngày kia, ngày nọ, cho đến mãn một đời này luôn, thì phước báo là thù thắng vô cùng. Cho nên đối với người tu Phật, cái nghiệp sát sanh là chúng ta nên nhớ. Tha thiết trên bước đường tu thì chúng ta không thực hành nghiệp sát, chúng ta giải trừ cái nghiệp sát. Đó, cho tới những cái việc mà quý nam nữ Phật tử thực hành cái hạnh ăn chay là chúng ta đang giải trừ cái nghiệp sát. Rất là tốt. Rất là tốt ở cái điểm này. Và nếu như quý nam nữ Phật tử chúng ta, nếu như các Phật tử mà đã thực hành được cái nghiệp không sát sanh này, rồi cộng thêm một cái hạnh ăn chay nữa, là cái khả năng tu tập nội lực, quá trình công phu của quý nam nữ Phật tử đang trên cái đà tiến bộ.
mà mình trên cái đà tiến bộ như thế là mình nên mừng. Và đồng thời nếu như quý nam nữ Phật tử mà nhìn qua nhìn lại, thấy chị em huynh đệ của mình mà người ta tu tập chưa được như mình, người ta là không có ăn chay rốt ráo như mình, mà người ta chỉ mới ăn được 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày mà kêu người ta ăn nữa, người ta nói ăn không nổi, thì mình đừng bao giờ mình mở lời mình chê cười người ta. Trong quá trình tu hành là chúng ta bòn phước. Các Phật tử nên nhớ, chúng ta bòn phước để chúng ta tu, và chúng ta tu là để chúng ta bòn phước, chúng ta tính phước, chứ không phải chúng ta tu để chúng ta bị mòn phước. Bòn phước là vui, mà bị mòn phước là buồn. Nó chỉ khác với nhau ở chữ mờ, chữ bờ thôi. Cho nên các Phật tử nhớ chỗ này, mình tu là để mình bòn phước, chứ không phải tu để mòn phước. Cho nên khả năng tu tập của những người bạn bè xung quanh chúng ta, họ khả năng của họ chỉ ăn chay được 4 ngày, được 8 ngày, được 10 ngày thôi, ăn nữa họ ăn không nổi, thì do nghiệp duyên của mọi người là khác nhau. Và chúng ta ăn được nhiều tháng, ăn được trọn vẹn từ năm này qua năm kia, thì chúng ta mừng cho bản thân chúng ta đã giải trừ được cái nghiệp sát. Nhưng ngược lại, đừng bao giờ hủy bán chê bai người khác. Đây là một cái điều tối kỵ đối với những hành giả tu học Phật. Cho nên quý nam nữ Phật tử nên nhớ chỗ này ha. Chúng ta thân làm được nhiều thiện nghiệp, mình làm được tốt bao nhiêu phần là mình nên cảm thấy là mình vui cho bản thân mình, chứ đừng bao giờ nhìn qua nhìn lại rồi chê bai, rồi phỉ báng. Vô tình tu lâu ngày, lâu tháng, lâu năm không có phước mà bị mòn phước nữa. Như vậy thì nó uổng quá. Cho nên ở cái nghiệp sát, nghiệp này chúng ta nên nhớ, chúng ta giải trừ được cái nghiệp sát sanh thì chúng ta mới có tương lai là phải là trở thành những bậc hiền thánh. Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú số 270: còn sát hại sanh linh chưa được gọi hiền thánh, không sát hại hữu tình mới được gọi hiền thánh. Cho nên quý nam nữ Phật tử nhớ chỗ này, chúng ta không sát hại là chúng ta không gieo một cái thù quán. Như vậy là thấy yên tâm này. Cho nên ở cái nghiệp sát, chúng ta đã giải trừ được nghiệp sát, chúng ta không sát sanh, chúng ta biết tập ăn chay. Mà bên cạnh đó, chúng ta nhiều khi chúng ta biết là phải nói là thân này mà biết đi phóng sanh, chúng ta biết làm cái thiện nghiệp đi phóng sanh, thì phước báo chúng ta đời đời, nhiều khi chúng ta sống thọ, chúng ta sống phải nói là bệnh tật có nhưng mà ít, là nhờ cái phước báo chúng ta giải trừ được cái nghiệp sát. Mà người tu học Phật mà thực hành được càng nhiều cái thiện nghiệp nơi thân thì những người này sẽ có được cái tướng hảo, cái tướng đẹp. Sát rồi tới gì nữa các Phật tử? Đạo. Đạo mình nói mình hiểu rõ là trộm cắp đó. Tại sao trong luật nhà Phật chỉ dạy cây kim cọng cỏ, sợi chỉ hoặc là một cọng rau, dù mình biết nó nhỏ nhặt, nó không có đáng giá là bao, nhưng vật của người khác mình chưa xin mà mình lấy là điều dính vào cái tội phải nói là trộm cắp. Cái của nó, cái giá của nó không đáng là bao, nhưng nếu như mình cứ suy nghĩ là nó không đáng giá, cho nên mình cứ như thế là mình cứ khỏi cần xin, cứ qua bẻ và cứ lấy cọng cây kim, cọng chỉ hay phải này, những cái điều nhỏ nhặt mình suy nghĩ là nó không đáng giá, và cứ như thế là mình nghĩ nó là không có tội tình gì, và cứ như thế là mình cứ thân mình cứ thực hành những cái nghiệp xấu như thế. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nhiều cái nhỏ lâu ngày nó trở thành gì? Trở thành cái lớn. Nhiều cái nghiệp xấu nhỏ nhỏ li ti lâu ngày nó trở thành một cái nghiệp xấu lớn. Nó cho nên á, Phật mới dạy là một cái điều ác nhỏ không làm, một cái điều thiện nhỏ không bỏ. Điều ác nhỏ mình thấy
một điều ác nhỏ, dù mình thấy là một điều nó nhỏ nhỏ nhưng mình không làm. Một cái điều ác nhỏ không làm, một cái điều thiện nhỏ không bỏ. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ, chúng ta rèn luyện cho mình có cái tánh như vậy để chi? Để trong tâm thức của mình lúc nào nó cũng hết sức là thanh tịnh, lúc nào nó cũng hết sức là thuần lương. Mình không có một cái nhân đó, mình không có một cái nhân trộm cắp, dù là nhỏ như là công kim, nhưng mình đã tu học Phật, dù mình biết là nhỏ, nhưng để cho tâm chúng ta nó an lạc, nó thanh tịnh, và để cho thân của chúng ta đời đời khỏe mạnh, thì dù một cái nghiệp, phải nghiệp xấu nhỏ, thân này cũng không thực hành. Để làm chi? Như vậy chúng ta mới trở thành những người hiền thánh được. Những bậc hiền thánh, dù một cái vật nào mà nó nhỏ ơi là nhỏ, như là móng tay, cọng tóc, cũng đều không dính vào, những cái nghiệp xấu. Nếu như mà mình muốn sở hữu mà mình chưa sinh, hoặc là người ta chưa cho mà mình lấy, thì đều không bao giờ có những cái hạnh nghiệp đó đối với những bậc thánh. Cho nên quý nam nữ Phật tử đã có duyên học Phật, đã có duyên nghe Pháp, đã có duyên sống và tu tập gần cũng như là ở chùa Huệ Quang này, thì quý nam nữ Phật tử đã có phước báo. Và quý nam nữ Phật tử cũng muốn cho thân tướng của mình đời đời sanh ra là đẹp, là tuyệt vời, ai nhìn thấy cũng mến, cũng thương. Thì từ những cái ác nghiệp nhỏ nơi thân quý nam nữ Phật tử cũng không làm, thì các Phật tử mới có được một cái thân khỏe mạnh, mới có được một cái cuộc đời trong sáng. Đó, thì bây giờ rồi tiếp tục sát đạo. Rồi cái từ, cái nghiệp thứ ba là gì? Dâm. À, bây giờ đã nói là người tu học Phật, thì cuộc đời tu hành của quý nam nữ Phật tử là Phật có cấm đoán là không được lấy vợ, không được lấy chồng không? Phật có cấm không? Không. Phật nói sao? À, ai muốn lấy vợ lấy chồng thì cứ việc thoải mái. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao nè? Một vợ một chồng chung thủy với nhau, sắc son không thay đổi. À, sắc son không thay đổi. Mà nếu như thật sự là chúng ta là những người có một cái niềm tin đối với Phật Pháp thật sự, thì chúng ta nên nhớ là ở một cái điều đơn giản như thế mà chúng ta có một cái thiện tâm, chúng ta thực hành, chúng ta chung thủy với người bạn đời của mình, và không có một cái tư tưởng ái nhiễm đối với người khác, và chúng ta thực hành được như vậy, thì cũng tiếp tục là chúng ta đời đời sanh ra luôn luôn gần gũi những bậc thiện tri thức để chúng ta tu hành. Còn nếu như cuộc đời chúng ta mà lan chạ, tình cảm chúng ta lăng nhăng, thì chúng ta sẽ không được những bậc hiền thánh họ khen ngợi. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, những người nào mà chung thủy được với mái ấm gia đình của mình là những người này là những người có khả năng gặp những bậc thiện tri thức nhiều hơn, và đường tu của những người này thắng duyên, thăng hoa nhiều hơn. Tại vì sao? Những người này tu đúng lời Phật dạy, họ đã tu được chánh nghiệp nơi thân, họ đã tạo được cái thiện nghiệp nơi thân. Thì từ cái chỗ mà tạo được những thiện nghiệp nơi thân này, nó giúp cho chúng ta có một cái phước tướng trang nghiêm. Phước tướng trang nghiêm. Và thường á, sau thời kinh của chúng ta tụng á, sau mỗi thời kinh của chúng ta tụng thì chúng ta ăn tháng Đức Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân, phải không? Đó, có nghĩa là tướng Phật đẹp phải là không gì sánh. Mà bây giờ tướng Phật đẹp trang nghiêm không gì sánh, mà đâu phải tự nhiên Đức Phật được như vậy. Như lúc đầu Thầy có nói, đối với những người tu học Phật, hôm nay tướng đẹp, hôm nay tướng không đẹp, cái này không phải là mà tự nhiên. Hoặc là người này trong đời sống họ giàu sang quá, còn người này tại sao họ nghèo quá. Chúng ta đừng nói là tự nhiên. Cái gì nó cũng có một cái nhân tốt, nhân đẹp của nó hết. Cho nên á, mình muốn cho cái thân tướng của mình
ít bệnh tật, và nó đẹp từ đời này qua đời khác. Thì trong giây phút hiện tại này, quý nam nữ Phật tử, không có một cái hành động nào đẹp bằng cái hành động chúng ta luôn luôn tác tạo những cái thiện nghiệp nơi thân. Phóng sanh cũng là một thiện nghiệp nơi thân. Đó là những thiện nghiệp mà Thầy chia sẻ, Thầy nói thoáng qua để cho quý nam nữ Phật tử nghe được, và các Phật tử có một cái định hướng rõ ràng, ghi nhớ trong cái tâm trí mình một cách phải nói là rõ ràng, để mà hàng ngày mình ứng dụng trong cuộc sống, mình tu tập có kết quả. Thì đó là chúng ta trang nghiêm được nơi là tứ hoài nghi, chúng ta trang nghiêm được nơi tam nghiệp sát dâm đạo. Bây giờ chúng ta còn một cái nghiệp lành nơi thân nữa, cái hành động lành nơi thân nữa, mà quý nam nữ Phật tử là theo như là Thầy biết là chắc là quý nam nữ Phật tử là ngày nào cũng có thực hành. Đó là cái phương pháp lễ Phật. Có không ạ? Hàng ngày quý nam nữ Phật tử có lễ Phật không? Thí dụ như mình lại Phật, mình á có thể là lại Phật mọi lúc mọi nơi. Ở trong chùa có Phật là dĩ nhiên là phải chính xác rồi. Ở nhà quý nam nữ Phật tử có thờ Phật không? Có không? Rồi giữa hư không này có Phật không? Chính xác cái chỗ này chỗ ngộ đạo nè. Cái chỗ này là thấy ngộ rồi đó. À, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái câu chí tâm đảnh lễ đầu tiên á, mỗi khi mình tụng kinh á, mình chí tâm đảnh lễ, thì cái câu chí tâm đảnh lễ có phải là cái câu đầu tiên là Nam mô tận hư không, phải không? Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai. Tận hư không nè. Tận hư không là cái nơi này, mình có thấy được cái nơi tận cùng của hư không không? Phật tử thấy được không? Thầy sẽ nói thầy cũng không thấy được nổi. Cho nên mình cũng không thấy cái nơi nào có nơi tận cùng. Thì bây giờ cái câu chí tâm đảnh lễ của mình là Nam mô tận hư không biến pháp giới. Cái câu đó là cái câu phải nó là trùng trùng điệp điệp đó. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì từ cái chỗ Nam mô tận hư không biến pháp giới như vậy, thì mình đâu biết bao nhiêu vị, bao nhiêu Phật. Cho nên hàng ngày mà quý nam nữ Phật tử mà đảnh lễ, mình gọi là lại Phật đó, nó cho dễ hiểu, lại Phật ở chùa lại thì quá tốt, mà về nhà lại nữa thì quá tốt. Mà thí dụ như mà hôm nào chúng ta bận cái công việc chúng ta đi, mà chúng ta không có đi chùa được, hoặc là chúng ta cũng không có ở nhà được, mà chúng ta làm việc công tác đâu xa xa, mà chúng ta muốn lại Phật đơn giản dễ thôi. Trước mặt của mình nơi nào cũng có Phật, cứ trang nghiêm thanh tịnh chắp tay lên, là quán tưởng là cứ lại thôi. Cứ lại thôi. Thỉnh thoảng lâu lâu lại Phật một lần thì khác. Còn nếu như chúng ta là những người tu thiện nghiệp nơi thân, thân chúng ta muốn làm đẹp cho thân, thì như thế chúng ta lại Phật hàng ngày. Cái sự mà lâu lâu lại một lần và cái sự mà hàng ngày chúng ta lại Phật, hai cái cảm giác này, hai cái phước báo này nó một trời một vực. Cái người mà thường xuyên ngày nào cũng lại Phật, từ từ cái người này phải nói là tướng hảo. Chỗ này tướng hảo. Lại Phật là một cái cơ hội, một cái cách tạo phước báo nó dễ nhất, và cũng là một cái cách để làm cho mình mau tiêu tội nghiệp nhất. Mà người tu học Phật của chúng ta hằng ngày là phải có lại Phật. Dù vô lượng pháp môn tu pháp môn nào, chúng ta cũng phải có sự lại Phật. Giây phút ban đầu là phải có sự lại Phật. Lại Phật để tiêu trừ cái ngã mạn. Cái đó là cái điều phải là tối thượng đầu tiên. Đầu đảnh lễ Như Lai để tiêu trừ cái ngã mạn của mình trước ngay. Và lại Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, lại Phật để tiêu trừ tội lỗi, và lại Phật để cho tướng mình nó đẹp cho nó hảo ra. Cho nên quý nam nữ Phật tử mà ngày nào cũng như thế, cũng biết đem cái thân này mình đảnh lễ Như Lai, thì từ từ phước báo chúng ta nó tăng trưởng. Mà phước báo chúng ta nó nhiều thì cái nghiệp chúng ta nó sẽ xẹp xuống, nó từ từ nó bị diệt luôn, nó mất luôn. Thì chúng ta đang thực hành gieo cái thiện nghiệp nơi thân, như vậy thì phước báo vô cùng. Cũng giống như nếu như quý nam nữ Phật tử nào
mà có khởi một cái tâm lành đó, mà biết khởi một cái tâm lành là à, bây giờ mình đã có sự lại Phật rồi, nhưng bây giờ mình tiếp tục mình lại lại ai nữa, lại Phật lại ai nữa được, bây giờ ai nữa, ai nữa để cho mình đáng lại nè, ai? Cha mẹ. Cái câu này cha mẹ, lại cha mẹ, lại cha mẹ là sẽ có phước. Nhưng mà có ý, nhưng mà trong cái suy nghĩ của thầy lúc bây giờ là không phải là thầy là sẽ nói là lại cha mẹ, lại cái khác à. Bây giờ Phật rồi, tiếp theo Phật là ai? Chính xác cái chỗ pháp đó đó à, à, đằng sau Phật là pháp. Hòa thượng sư ông Thích Trí Tịnh, cố hòa thượng sư ông Thích Trí Tịnh, người dịch cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho chúng ta tụng hàng ngày. Mỗi một chữ hòa thượng lại một lại, mỗi một chữ hòa thượng lại một lại, cho nên cái tầm ảnh hưởng của bộ kinh Pháp Hoa này nó vô cùng rộng lớn. Hòa thượng lấy cái sức tu cả một đời để mà dịch cái quyển kinh này, cho nên trong cái lời kinh nó rất là lời văn, nó rất là mạch lạc, rất là mạch lạc, nghe dễ hiểu, trầm bổng. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta, ngoài cái phước báo chúng ta lạy Phật, chúng ta đang gieo cái thân, cái thiện nghiệp nơi thân ra, chúng ta, những người nào mà biết tôn trọng giáo lý Phật Tà, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đảnh lễ Pháp, lại kinh, ta gọi là lại kinh, lại kinh. Trong lời kinh nó chất chứa rất nhiều lời của Phật dạy, mà trong lời kinh này là gì? Là gom lại những lời Phật dạy, Phật nói ra. Cho nên mình đang lại kinh là cũng giống như chúng ta đang lại Phật. Cho nên lại Phật, lại Pháp là những cái việc làm, những cái hành động để cho thân nghiệp chúng ta dễ tạo cái ruộng phước điền nhất. Mà hàng ngày chúng ta, nhiều khi chúng ta tu, chúng ta cứ ngồi, chúng ta cứ suy nghĩ viễn, suy nghĩ diễn vong, chúng ta suy nghĩ tu như thế nào cho phải nói là mau về cõi Phật, mau về cõi Phật. Nhưng mà chúng ta không nhớ là cái việc hàng ngày chúng ta là nên làm những cái hạnh này nè đó, mà chúng ta quên đi. Chúng ta cứ mong cầu những cái nó xa vời quá, những cái xa vời quá, còn những cái trước mắt của chúng ta không chịu thực hành. Thân làm thiện nghiệp là chỗ này. Chúng ta có thói quen lại Phật, lại Pháp à, cái chỗ này lại Phật, lại Pháp, lại Thánh Tăng. Cái chỗ này là ruộng phước điền chúng ta, phải nói là đang tác tạo ở cái thiện nghiệp nơi thân. Và để cho thân chúng ta đời đời có được tướng hảo, tướng đẹp là ở những cái nghiệp thiện lành này. Đó, nghiệp thiện lành này. Đó, cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ, trên bước đường tu hay là trong quá trình tu học của chúng ta, những gì xung quanh chúng ta là những cái ruộng phước điền để cho chúng ta phải nói là gieo tạo nó gần nhất, nó dễ nhất. Mà nhiều khi chúng ta quên đó. Người tu Phật chúng ta nhiều khi chúng ta quên, mà chúng ta quên thì nó uổng quá đó. Cho nên là thân thực hành làm thiện nghiệp, thì ngoài cái vấn đề chúng ta hàng ngày chúng ta có sự lại Phật ra, thì bên cạnh chúng ta là những, nãy giờ là chúng ta nói tới những cái vấn đề chúng ta tu, nói trong cái chuyên môn của tu, nhưng bây giờ chúng ta nói thêm một cái thiện nghiệp nơi thân nữa, mà trong cuộc sống hàng ngày buôn bán với nam nữ Phật tử phải nên nhớ. Nãy giờ mình nói trong quá trình của nội dung tu tập thôi, cho nên chưa có mít lòng tới ai. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề mà làm ăn buôn bán trong cuộc sống, nó cái này chắc nó cũng nhột tiếp tục nè à, nó cái này chắc cũng có nhột nhột, nhưng biết sao giờ. Thì giờ tôi học Phật phải nói thiệt thôi, chứ Phật không dạy nói dối mà. Mà nói thiệt thì sao các Phật tử mít lòng. Nói thiệt thì hơi mít lòng. Nhưng mà nếu mà mít lòng mà để cho quý nam nữ Phật tử tỉnh ngộ tu thì cũng nên nói à. Thì kính thưa các Phật tử, một điều như thế này à, trong cuộc sống thì dĩ nhiên vô số nghề nghiệp chúng ta làm, thì quý nam nữ Phật tử nên nhớ, nghề nghiệp nào nuôi sống bản thân mà không có trái pháp luật à, là đó là những cái nghề nghiệp phải là được hợp pháp, phải không? À, những nghề nghiệp nào mà không bị nhà nước phải nói là ngăn cấm, thì những nghề nghiệp buôn bán, công ăn việc làm đó là được chấp nhận. Nhưng riêng đối với người tu học Phật như chúng ta cần nhớ có những cái nghề nghiệp sau đây mà chúng ta cần nên suy nghĩ lại. Thứ nhất,
là những cái nghề nghiệp phải nói là giết heo, giết gà, mổ lợn, mổ trâu. Đây là cái nghiệp sát sanh mà người tu Phật chúng ta nên tránh. Những nghề nghiệp này nó không có vi phạm pháp luật, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái nghiệp báo nhân quả của chúng ta. Nó không vi phạm pháp luật, nhưng nó ảnh hưởng tới nghiệp báo nhân quả của chúng ta. Cho nên đối với người tu học Phật thì hồi nãy Thầy có nói, chúng ta phải nuôi dưỡng hai chữ từ bi ở trong lòng của mình. Nếu như mình không có đặt nặng, hay là mình không có nuôi dưỡng, mình không có làm phát triển được cái tâm từ bi, là mình tu học Phật là nó bị lạc pháp, lạc đường tu rồi. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nhớ cái chỗ này, nhớ chỗ này. Mà hiện bây giờ thí dụ như mà có những Phật tử nào đang làm những cái nghề nghiệp này, thì chúng ta trong tương lai gần, chúng ta phải định hướng cho mình một cái nghề nghiệp, một cái công ăn việc làm khác, để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta đang tác tạo cái phước báo nơi thân. Các Phật tử chúng ta đồng ý chỗ này không ạ? Đồng ý chỗ này không? Và một điều nữa là những cái công việc buôn bán của chúng ta hàng ngày, đặc biệt là bán rượu và thuốc lá. Chà, cái chỗ này chắc bị nhột nè. Thầy biết chỗ này là nó sẽ bị nhột nè. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, thí dụ như cái chất rượu và thuốc lá, thì nhiều khi nó mình nhìn kỹ lại nó cũng không có vi phạm pháp luật, đúng không? Nhưng mà mình nhìn sâu thẳm vào cái quả báo của nó, thì các Phật tử nhìn thấy coi sao. Thí dụ mình bán rượu bia, người ta uống rượu bia xong người ta say, người ta xỉn. Say xỉn cho làm sao? Khi mà uống chất rượu bia vô mà cứ như thế là uống hoài, hết ngày này kia ngày nọ, hoặc là tuần lễ uống 3 ngày, thì mỗi khi người ta uống như vậy người ta sẽ sao? Tuột giảm cái hạt giống trí tuệ. Và mỗi khi uống rượu vô như vậy nó say sưa quá rồi sao? Nó cuồng tính nổi lên. Cuồng tính nó nổi lên thì sao? Thì cái tánh hung hăng nó cũng tiếp tục nó nổi lên. Rồi nào là đập phá hoặc là đánh lộn, rồi gieo cái thương tích cho nhau. Mà nói tới nhậu nhạc thì thôi, kính thưa các Phật tử, bây giờ mình nói, mình chia sẻ, mình tu thôi. Chứ hiện bây giờ mà ra chỗ thành phố chúng ta nhìn thấy quán nhậu mọc lên khên hết. Phải không? Quán nhậu mọc lên khên hết. Đó. Thì những cái quán nhậu nó mọc lên khên như vậy thì sao? Mà bây giờ mình kêu mình cấm. Đó. Mình giờ mình không có hành nghề bán rượu bia thuốc lá. Nhiều khi cái nó cũng uổng quá, trong khi là bán rượu bia thuốc lá, nhiều khi cái đồng ra đồng vô phải nói là nó sao? Nó cứ như thế là nó đều. Nó cũng dễ kiếm lời nữa. Đúng không các Phật tử? Thầy chỉ nói nhằm chia sẻ trong quá trình tu hành để chúng ta gieo tạo, chúng ta trồng những cái thiện nghiệp nơi thân. Còn nếu như quý nam nữ Phật tử vì nghề nghiệp buôn bán thì thôi, thầy cũng không nói, cũng không có một cái là cái sự mà cái lời nói nào thêm nữa. Tại vì ở đây mình chỉ chia sẻ nhau, đằng sâu thẳm có cái nghiệp mà chúng ta bán rượu bia đó, là chúng ta đang làm cho người ta bị say xỉn. Người ta say xỉn, người ta mất đi cái hạt giống trí tuệ. Rồi giây phút đó người ta cuồng tính nổi lên, thì nào là chạy xe cũng hơi nguy hiểm, rồi đánh lộn ảnh hưởng như người khác xung quanh cũng nguy hiểm. Vợ chồng không hạnh phúc cũng do là người chồng uống rượu nhiều, vợ chồng cự cãi nhiều cũng từ cái chỗ này. Mà người tu học Phật của chúng ta cũng phải nên suy nghĩ lại cái nghề nghiệp của mình. Còn bán thuốc lá cũng như vậy thôi. Cái người hút thuốc lâu ngày thì sao? Lao phổi, ho lao, rồi cũng đưa người ta tới bệnh tật. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta chọn cho mình những cái nghề nghiệp nào cho cảm thấy là nó không có một cái phải là cái nghiệp xấu về sau, thì chúng ta nên thực hành cái nghề nghiệp buôn bán đó. Để cho làm sao? Chúng ta vừa có đồng ra đồng vô, vừa có tiền bạc chúng ta xài, nhưng đằng sau đó chúng ta không có lãnh lấy một cái ác quả xấu.
và một cái việc làm, cái hành nghề tiếp theo đó là cái nghề bán hòm. Nghe nói nghề bán hòm nghe sợ quá. Cái nghề bán hòm, bây giờ thí dụ như lỡ bán hòm mà bây giờ lâu quá lỡ bán hòm nó ế quá thì sao? Nó ế quá thì sao các Phật tử? Hả? Bây giờ thí dụ thường thường á là một tuần lễ bán được 2-3 cái hòm, vui quá trời vui, mỗi lần bán thì như vậy cái tiền tiếp sẹt 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 sẹt. Bây giờ một tháng trời, 2 tháng rồi hòm bán ế quá, hòm bán ế thì giờ làm sao? Không lẽ giờ mình khởi tâm mình nói trời lâu quá không thấy ai chết. Phải không? Tại vì hòm là bán cho ai? Bán cho người ta chết. Bây giờ mình bán cái nghề nghiệp của mình là bán hòm. Bán hòm đi. Trời ơi lâu quá không thấy ai chết hết trơn. Vô tình cái mình trù cho người ta chết rồi. Tội không? Tội không các Phật tử? Tội vô cùng. Cho nên những cái nghề nghiệp phải nói là bán hòm, sát sanh là những cái nghề nghiệp này. Ai Di Đà Phật, không biết trong đây có ai có không? Mà nếu như thầy chỉ nói là chia sẻ đóng góp những cái nghề nghiệp mà đúng với những người tu Phật thôi. Còn nếu như mà lỡ trong đây mà cũng có những Phật tử đang phải là sống với những cái nghề này, thì thầy cũng xin khuyên một điều chân thành là trong tương lai gần chúng ta đổi nghề để chúng ta có một cái tâm thanh thản, để chúng ta phải nói là tác tạo những cái duyên lành đối với Phật Pháp, để cho con đường tu học Phật của chúng ta càng ngày nó trôi qua cái sự trang nghiêm thanh tịnh phước báo nó nhiều hơn. À, chứ không phải là thầy mỉa mai người này kia người nọ, nhưng mình nói ra những cái nghề nghiệp trong cuộc sống là như thế. Thì người tu học Phật của chúng ta thì cần nên làm những nghề nghiệp gì, và phải cần nên phải là né tránh những nghề nghiệp nào, để cho thân tâm chúng ta an lạc thôi. À, tại vì cái bài giảng pháp hôm nay chia sẻ cùng quý nam nữ Phật tử có cái tựa là thân làm đẹp cho thân. Thì ở cái tựa này quý nam nữ Phật tử nên nhớ, thân làm đẹp cho thân, thì làm đẹp, muốn làm đẹp là phải tu thiện nghiệp. À, thì thân thường ngày phải thực hành thiện nghiệp. Thân biết là dâng hoa cúng Phật, biết phải nó lao tượng Phật, biết đúc nắng tượng Phật, biết phát tâm cúng dường tượng Phật. Hoặc là thân trang nghiêm trong tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Thân chúng ta biết trang nghiêm thanh tịnh ở ba nghiệp sát đạo dâm. Thân chúng ta hằng ngày cung kính lại Phật, lại Pháp, lại Thánh Tăng. Thân chúng ta luôn luôn sống với những nghề nghiệp buôn bán hết sức là trang nghiêm thanh tịnh, và mình ham thích làm những cái nghề, ham thích làm những cái hành nghiệp lành này. Và mình làm trong một cái tâm là tâm vui, tâm hoan hỷ, và mình làm với cái thói quen là thiện lành nơi thân như thế. Thì nếu như chúng ta thực hành được như vậy, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, đời đời sanh ra, nếu như kiếp này tu mà chưa sanh được về cổ Phật, thì trong những kiếp tương lai kế tiếp nữa, thân tướng của chúng ta sẽ được trang nghiêm thanh tịnh, và từ cái chỗ tướng đẹp trang nghiêm thanh tịnh đó cũng tiếp tục giúp cho chúng ta có những cái thuận duyên lành, có được những cái bậc thiện tri thức mà chúng ta có thể gặp được, và giữa ta với họ có những cái nhân lành gặp với nhau, có những cái mẫu chuyện tốt kể nhau nghe, và có những cái pháp môn tu phải nói là hiệu quả để cùng mà hướng dẫn với nhau cùng tu tập. Thì nói đi nói lại hoặc là nói gần nói xa, thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, một điều mà nho nhỏ cũng như là một điều sâu sắc nhất ở trong cuộc sống này, cũng như là trong cái bài pháp hôm nay, thầy muốn nói tới Phật tử là các Phật tử hàng ngày, các Phật tử làm những nghề này, nghiệp kia, nghiệp nọ. Nhưng mà cuối cùng quý nam nữ Phật tử nên nhớ giùm thầy, làm cái gì làm, nhưng mà các Phật tử phải nhớ là nghiệp thiện nơi thân. Thân chúng ta luôn luôn làm việc thiện, có thói quen làm việc thiện, thích làm việc thiện. Những việc gì bất thiện không làm là cái thân của chúng ta đang gieo trồng cái phước báo nơi thân. Và để quý nam nữ Phật tử hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu nhiều hơn nữa, cũng như là để thầy trò chúng ta hôm nay là kết thúc cái bài giảng này,
thầy là hát tặng quý nam nữ Phật tử hai câu vọng cổ đúc kết lại cái nội dung mà ngày hôm nay thầy giảng. Thân như áo ánh phù du, nay còn mai mất ngàn thu định rồi. Luân hồi sanh tử tử sanh, thái hình đổi dạng hèn sang bao lần. Thế cho nên người Phật tử chúng ta ngày ngày luôn ghi nhớ, thân làm đẹp cho thân là thiện nghiệp để tu hành. Thân làm đẹp cho thân không gì quý hơn cố tạo nhân lành. Một đóa hoa tươi thành tấm dân cung trước Phật đài, mình đánh lễ trang nghiêm, phát tâm từ không sát hại chúng sanh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng niệm tham mình không khởi, chung thủy bạn tình này son sắc có nhau. Tu hành thanh cao để đời sau tương hào. Ôi yêu sao quê mình Đà Nẵng thân thương, vừa tới đây một lần nghe xuyến sao trong lòng đi không đành. Người ơi yêu quê mình làm sao, Đà Nẵng thân thương dân dương từng khung cảnh hùng vĩ tuyệt vời, cảnh đẹp thiên nhiên. Ngước mắt nhìn sâu thẳm xa xa, cứu khổ tầm thinh Quán Âm chùa linh ưng. Đường phố khang trang người về tấp nập, ôi đẹp làm sao bến nước cầu rồng. Nay mình có dịp gặp nhau, đôi lời hướng đạo tại chùa Huệ Quang. Muốn cho thân đẹp muôn đời, gieo trồng thiện pháp cho thành thói quen. Câu tử nghe bài hát này hấp dẫn không? Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, thầy thấy được cái phước báo, cái lợi ích, cái giá trị thù thắng của cái hành động làm những việc lành. Cho nên hôm nay thầy mới chia sẻ cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử là thân làm đẹp cho thân. Chúng ta đã có cái thân này là đã có phước báo, và thầy cũng muốn quý nam nữ Phật tử từ cái thân này của mình có được rồi, tiếp tục cái thân này làm những việc lành nhiều hơn nữa, và mình làm cho nó trở thành cái thói quen luôn. Thói quen của thân hành chúng ta là thích làm những điều thiện, điều tốt, những điều có giá trị, những điều hướng thượng. Thì những gì nãy giờ thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử là tiêu biểu những điều hướng thiện nơi thân, và còn nhiều cái việc làm khác nữa mà cái nghiệp thân của chúng ta có thể làm được. Nhưng với một cái lượng thời gian khoảng một giờ, hơn một giờ, thầy chỉ chia sẻ ngắn gọn để cho quý nam nữ Phật tử nghe, và các Phật tử là mường tượng cũng như là ghi lại trong lòng, nhớ lại trong tâm, để quý nam nữ Phật tử thực hành tu tập, để cho đời đời quý nam nữ Phật tử đều có cái thân tướng trang nghiêm,
thân tướng đẹp. Tại vì trong cuộc sống này, ai cũng muốn cho mình có được cái thân tướng đẹp. Nhưng nếu như thân tướng đẹp do kem phấn, hoặc là do dầu gội, do sữa tắm, thì cái đẹp này là cái đẹp của thế gian. Nhưng người tu học Phật của chúng ta là cái đẹp chúng ta là cái đẹp của phước báo. Chúng ta phải tác tạo, chúng ta gieo trồng cho chúng ta có được cái đẹp của tướng hảo, cái đẹp của phước báo. Cái đó mới là cái tồn tại và nó theo ta từ đời này sang kiếp khác. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, và ai trong đời này tu cũng mau thành Phật hết. Và một lần nữa chúng con xin thành tâm thành kính tri ân sư phụ trụ trì đã tạo duyên lành cho con được về với đạo tràng chia sẻ Phật pháp cùng quý nam nữ Phật tử. Ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư phụ cũng như là chư tăng tại chùa Huệ Quang luôn luôn được nhiều sức khỏe, và mọi Phật sự nơi này luôn luôn được thành tựu tốt đẹp mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật.